Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Văn Lực. Quý vị thân mến, tiếp theo trong video ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ với quý anh chị và các bạn về cái dự án Ola City. Đây là một cái dự án đang kiếm tiền cực kỳ hay của Việt Nam. Và trong các cái video trước thì chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cách để chúng ta đăng ký và các bước để chúng ta có thể kiếm được tiền từ cái dự án này. Và trong video hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn một cái thông báo rất hay của Ola City. Đây là cái chương trình đua tốt, chúng tôi là người hỗ trợ. Và chúng ta thấy hiện nay Ola City đang có một cái thông báo chính thức triển khai chương trình đua tốt, chúng tôi là người hỗ trợ. Tổng giá trị giải thưởng lên đến là 180 triệu đồng. Đây, chúng ta có thể xem qua cái nội dung ở dưới đây. Đây là chương trình đua tốt này, chúng tôi là người hỗ trợ để chào đón sự kiện chính thức khai trương Ola City, nền tảng tiếp thị liên kết thế hệ mới hàng đầu tại Việt Nam, cũng như tạo ra một cái sân chơi nhằm khuyến khích cái sự gắn kết, khích lệ tinh thần đội nhóm và trao thưởng cho các thành viên đạt kết quả nổi trội. Chúng tôi quyết định triển khai cuộc thi chương trình đua tốt chúng tôi là người hỗ trợ được diễn ra từ ngày 18 tháng 7 cho đến ngày 8 tháng 8 năm 2020, dành cho toàn thể các thành viên của cộng đồng Ola City. Này, đây là một cái chương trình rất hay, giải thưởng lên đến 180 triệu. Một cộng đồng vững mạnh là nền tảng quý giá cho sự phát triển dài lâu. Thì nội dung và cái thể lệ chương trình ta có thể xem qua ở đây. Nội dung này, đây là cái đối tượng tham gia là tất cả thành viên của Ola City đã tham gia hệ thống từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 8 tháng 7. Và hiện tại thì bây giờ các bạn đăng ký vào cái chương trình này thì các bạn vẫn được. Thành viên có tối thiểu là 5 người giới thiệu trực tiếp có phát sinh thu nhập được duyệt hoặc là tạm duyệt. Và thời gian diễn ra là từ 18 giờ ngày 18 tháng 7 cho đến 11:30 ngày 8 tháng 8. Đây, cái tiêu chí để xét thưởng là dựa trên số lượng người giới thiệu trực tiếp có phát sinh thu nhập được duyệt hoặc là tạm duyệt, và xác định trên tất cả các thành viên phát sinh thu nhập từ ngày 18 tháng 7 cho đến ngày 8 tháng 8. Và cơ cấu giải thưởng là chúng ta đây, giải nhất là một xe Honda SH, nhì là một MacBook Pro 2020, đây giải 3, rồi có 50 giải khuyến khích. Đấy, và chúc các bạn thành công và tạo nên những kỳ tích cùng Ola City. Trân trọng ban quản trị Ola City. Đây là một cái thông báo của Ola City về cái chương trình đua tốt chúng tôi là người chiến sĩ dành cho những thành viên của Ola City. Vậy thì những bạn nào mà chưa đăng ký với Ola City thì chúng ta có thể xem lại cái cách đăng ký của tôi ở đây. Là chúng ta có thể vào kênh Lê Văn Lực của tôi xem lại cái cách đăng ký tài khoản để chúng ta kiếm tiền với Ola City. Để chúng ta vào đây để chúng ta mở cái video này lên để chúng ta xem lại. Xin chào. Để trong này là hướng dẫn các bạn cách để chúng ta đăng ký này. Này. Ở trên màn hình 30 giây là chúng ta có thể làm được. Thu nhập cho bạn. Thả một video nhé. Mật khẩu để xác nhận lại mật khẩu. Mời chúng ta ghi này. Cái cách này thì ta có thể vào đây để chúng ta xem lại nhé. Thì đây, cái link đăng ký là ta để ở dưới phần mô tả của video đây. Nếu bạn nào không thấy được, bình thường là nó như thế này thì chúng ta đây, bình thường để như thế này thì chúng ta sẽ không thấy được. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái hiển thị thêm ở đây nhé. Hiển thị thêm ở đây thì chúng ta sẽ thấy được cái link đăng ký của ta ở đây. Đấy, rất là nhanh, rất là đơn giản. Để chúng ta đăng ký một cái tài khoản. Sau khi có được cái tài khoản rồi thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ để kiếm tiền cùng với Ola City. Làm không những làm nhiệm vụ mà chúng ta còn thực hiện cái chương trình đua tốt ở đây để kiếm thêm tiền. Đấy. Và trong cái video sau thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nhiều hơn những cái cách để chúng ta có thể kiếm được tiền nhiều hơn từ cái dự án này. Và mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác và cùng nhau xây dựng một cái hệ thống đoàn kết, cùng kiếm tiền và tạo được cái thu nhập vững bền. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.